Bản tin thời tiết 12 giờ ngày 14 tháng 9 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin tiếp tục sẽ là những thông tin mới nhất về cơn bão Kamigi. Hồi 7 giờ sáng nay, ngày 14 tháng 9, vị trí tâm bão Kamigi ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 124,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 250 km về phía đông đông nam. Cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đi nhanh với tốc độ khoảng 20 đến 25 km/h và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày mai, tức là ngày 15 tháng 9 thì vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông đông bắc. Cường độ bão lúc này mạnh lên cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và mỗi giờ sẽ đi được khoảng 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ bão mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo thì bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và mỗi giờ cũng vẫn đi được khoảng 25 km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay tức là ngày 14 tháng 9 thì vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh lên là cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17 và biển sẽ động dữ dội. Thưa quý vị, căn cứ vào tốc độ di chuyển và cường độ bão thì có thể thấy đây là một cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh và khi mà đi vào Biển Đông và nó sẽ còn diễn biến phức tạp. Vì vậy mà quý vị và các bạn, đặc biệt là bà con ngư dân cần phải tiếp tục theo dõi những bản tin cảnh báo tiếp theo để có thể có những kế hoạch phòng tránh. Và phần tiếp theo của bản tin xin mời quý vị cùng đến với phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong 3 ngày tới. Thưa quý vị, với các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong ngày mai thì thời tiết vẫn chưa có nhiều thay đổi. Trời vẫn là ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến ở trong khoảng là 33 cho đến 36 độ. Sang 2 ngày tiếp theo thì trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào, rải rác, mưa và gió mạnh có khả năng tăng hơn về đêm. Nhiệt độ cao nhất sẽ giảm mạnh từ ngày 16 xuống chỉ còn là từ 29 đến 32 độ và giảm thêm nữa khi mà sang ngày 17 chỉ còn là 27 cho đến 30 độ. Với các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong ngày mai thì vẫn có thời tiết tốt, trời ít mưa và ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến là 33 đến 35 độ. Từ ngày 16 sang đến ngày 17 thì thời tiết sẽ chuyển biến mạnh mẽ. Mưa xuất hiện nhiều trở lại, có nơi còn đạt mưa vừa đến mưa to, có nơi sẽ là mưa rất to. Vùng ven biển thì cần phải đề phòng có gió mạnh và sóng cao. Nhiệt độ vì thế mà cũng giảm mạnh xuống chỉ còn ở mức là 29 đến 32 độ trong ngày 16 và 27 đến 30 độ trong ngày 17 tháng 9. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì tiết trời oi nóng vẫn còn duy trì trong ngày mai với mức nhiệt cao nhất ngày lên tới là 33 cho đến 36 độ. Sang hai ngày tiếp theo thì trời sẽ bắt đầu chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác. Ở phần phía Bắc thì có khả năng là sẽ còn có tăng mưa và gió mạnh từ chiều tối và đêm ngày 16. Vùng ven biển thì bà con cũng cần phải đề phòng có gió mạnh, sóng cao. Nhiệt độ giảm mạnh xuống chỉ còn là từ 28 đến 31 độ trong ngày 17. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trong cả 3 ngày tới thì trời phổ biến là nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Vùng ven biển thì cần phải đề phòng với gió mạnh sóng cao. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ phổ biến ở mức là từ 29 cho đến 32 độ. Trở vào với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, thời tiết trong những ngày tới tiếp tục nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi là mưa to và dông, cần phải đề phòng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh. Do mưa nhiều nên là nhiệt độ trong 3 ngày tới chỉ đạt ở mức là từ 27 cho đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ trong cả 3 ngày tới thì toàn khu vực này cũng sẽ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi là mưa to và dông, cần phải đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Nên nhiệt độ cao nhất giảm xuống chỉ còn ở mức là từ 29 cho đến 31 độ. Thủ đô Hà Nội trong ngày mai thì thời tiết vẫn chưa có sự thay đổi, trời sẽ ít mưa và ngày thì có nắng oi, nhiệt độ cao nhất phổ biến là 32 đến 35 độ. Từ ngày 16 sang ngày 17 thì thời tiết sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ, trời chuyển nhiều mây và có mưa, khả năng là còn có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất ngày giảm mạnh xuống chỉ còn là từ 29 đến 32 độ trong ngày 16 và 27 đến 30 độ vào ngày 17.
Trên biển, trong những ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Hoàng Sa thì sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Kamegi, nên là trời sẽ có mưa dông và gió mạnh, sóng lớn, biển động dữ dội. Tàu thuyền cần phải hết sức lưu ý, tìm nơi tránh trú an toàn và tiếp tục theo dõi và cập nhật các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo của chúng tôi. Trong khi đó, thì khu vực Nam Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Trường Sa, thì tiếp tục thịnh hành đới gió Tây Nam, mạnh cấp 5, có lúc là cấp 6, giật trên cấp 6 và sẽ có mưa dông. Từ ngày 15 đến ngày 17, thì mưa dông và gió mạnh còn tăng thêm, nên là thời tiết sẽ không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.